Alo. Xin chào, xin chào các tình yêu của CC. CC ngủ từ 11 giờ trưa tới uh, chắc nửa tiếng rồi. CC mới dậy đây nè. Bây giờ là khoảng 2 giờ mấy sáng ha. Giờ giấc cũng chưa ổn định. Ngủ tùm lum hết trơn. <laughs> CC dậy ngủ lắm, cứ buồn ngủ là ngủ thôi à mà ngủ một lần lần lèo luôn vậy đâu có giật mình không có gì hết trơn bây giờ đó người ta có tới bấm chuông hay là người ta có làm gì đi chăng nữa nghe giật mình rồi cái ngủ lại được các bạn thì da à, mặt của sisi ngày hôm nay là ngày thứ 12, 13 gì rồi ha thì à, nó vẫn còn nhám nha các bạn sờ tay vào nó vẫn còn hơi đau cái chỗ này đau là tại vì kéo cơ đó các bạn chứ cấy cái collagen là không hề đau chút nào ha kéo cái cơ này lên nè giờ sờ tay vào chỗ này cũng còn hơi đau ha rồi kéo kéo cái chỗ này nè để cho nó mất cái râu rồng á các bạn đó thì cứ đụng tới kéo cơ thì các bạn phải chờ thời gian ít nhất là hai tháng nó mới rút lên được ha rồi bây giờ thì nó vẫn còn hơi hơi đau một tí sờ tay vào mới thấy đau không sờ vào không có đau không có cảm giác gì luôn á còn cái collagen thì ít nhất một tháng thì nó chỉ có đầy lên rồi nó trắng hồng nó đẹp đẹp vậy thôi nhưng mà sờ tay vào là vẫn còn nhám lắm khi nào nó hết nhám lúc đó mới ok đó các bạn cho nên đó là lý do phải bôi serum thật là nhiều vào vì bây giờ da chúng ta là da đang tổn thương mà giống như một cái vết thương thì mình phải chờ cho nó lành lại vậy đó rồi xài xong bỏ tủ lạnh rồi thì để bây giờ cc sẽ kể cho cả nhà nghe ngày hôm qua cc có chia sẻ một cái video ngắn của một khán giả gửi cho cc đó ngủ dậy cc nhìn cái phone để xem coi là có ai nhắn tin gì không thì cc nhận được mấy chục cái tin nhắn khách mua hàng không à Nhưng mà có một cái tin nhắn duy nhất là của cô em này Cái cô em chia sẻ cái video này Thì cô em này cũng mới than phiền là Chị ơi em chỉ yêu cầu chị chia sẻ cái câu chuyện của em Để em xin cái sự góp ý Mà người ta vô người ta chửi em quá Chị bỏ cái cái video này giùm em được không? thì khi cc đọc được cái tin nhắn đó là cc thấy bực mình rồi không phải là bạn muốn kêu cc đăng là cc đăng rồi bạn muốn kêu cc bỏ là cc bỏ cc không làm điều đó đâu hồi đó nhờ bị hoài ghét rồi đó lúc đó cc có nhắn tin cho bạn rằng là em muốn được chia sẻ ở trên kênh của chị để em được đọc em nói rõ ràng tin nhắn vẫn còn bình luận của khán giả đúng không nhưng em phải biết một điều người bắc người trung người nam cái cách họ nói chuyện khác nhau nếu em nghe được họ nói thì là chuyện khác họ viết cho em là em phải suy nghĩ cái câu nói của họ thì lại là một chuyện khác em suy nghĩ tích cực thì cái câu nói đó nó sẽ là tích cực và hay em suy nghĩ tiêu cực là nó sẽ là tiêu cực rồi em mắng vốn chỉ có vậy thôi bạn đọc bất kỳ một cái gì là do suy nghĩ của bạn bạn suy nghĩ tới đâu cái trình độ bạn hiểu biết tới đâu là bạn suy nghĩ nó chỉ được có tới đó thôi à trong khi cũng là một cái bài viết như vậy mà những người họ hiểu biết hơn hơn rộng hơn thì họ sẽ suy nghĩ khác đi những người họ chỉ biết đi chùa đi nhà thờ đi này nọ cái tâm họ hiền lành họ cũng đọc cái bài đó nhưng mà cái suy nghĩ họ cũng sẽ khác đi rồi bạn là người không có hiểu biết gì cả, cứ này 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 nọ nọ đó rồi bạn vào là bạn đọc là bạn đó sẽ suy nghĩ khác đi. Em yêu cầu chị. Chia sẻ để em có được lời góp ý. Thì chị chia sẻ. Đọc xong cái tin nhắn đó, cái kéo tuốt 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 xuống dưới. Cái cô em lại yêu cầu chị, nếu chị muốn để cái video này thì chị phải xóa hết bình luận đi người ta ăn nói kỳ cục quá si xì... ăn một cái gì đó rồi si bây giờ mới vào để xem những cái bình luận của khán giả viết như thế nào mà cô em này cũng nói dữ như vậy thì si thấy có gì đâu các bạn không có ai chửi tục chửi thề những cái bình luận nào mà cc cảm thấy hay cc ghim ở trên đầu để cho mọi người người ta đọc còn cc thấy đa số là các chị em viết nói rằng là ờ cô em này sai chị này sai có người thì dùng chữ bà rồi có những người thì này nọ mà thôi đâu có đáng gì đâu đâu có ai chữ tục chỉ bậy gì đâu nhưng mà rõ ràng em sai mà người ta chỉ khuyên em đi năn nỉ chồng về đi chị nói thiệt với em nè tại vì em chưa xảy ra em chưa biết chứ những người đó mà người ta ly dị chồng mới đó họ còn sung lắm em chị nói thiệt sung là sao ờ ông ra khỏi nhà với cái quần xà lõm đi rồi tôi coi có ông làm được gì ông cũng sẽ quay về thôi đó là những người phụ nữ tự tin quá. Nhưng rồi, chị biết nhiều lắm. Lý do vì sao chị biết? Chị có tiệm. Mà tiệm của chị là hàng tháng người ta phải tới để trả bill phone. Cái thời đó. Chị nói thật với em, từ đàn ông tới đàn bà, từ già tới trẻ luôn. Chị nói trẻ luôn, những đứa nhỏ luôn á. Gia đình nó như thế nào thế nào, nó cũng đều ra nó tâm sự với chị không biết là tại vì chị rất là cởi mở với mọi người hay là chị có được một cái khuôn mặt mà mà rất là thiện cảm với mọi người hay là chị có một cái gì đó mà ai cũng muốn tâm sự với chị cái điều đó chị không biết cái đó chắc ông chờ ông cho chị đó thì họ ra họ tâm sự với chị nhiều lắm cho chị thiệt với em chị biết rất 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 là nhiều hoàn cảnh gia đình của từng người của mỗi người luôn chỉ cần em nói một tí thôi là chị hiểu hết câu chuyện luôn nhưng mà để chị nói nè những người ly dị chồng chị nói phụ nữ nha để cho các chị em phụ nữ bên này thử coi, coi các bạn suy nghĩ có đúng hay không chỉ có một phần trăm là khi chồng ra đi rồi là thành công thôi nhưng mà họ thành công sau lưng họ có một người đàn ông khác họ mới thành công còn những người mà sau lưng không có người đàn ông khác người đàn ông thứ hai nữa thì họ sống với một cái cách gọi là khép mình lắm họ sợ hãi lắm. Họ sợ là thôi mình lấy thằng đó rồi mình phải thế này thế kia rồi họ có thương con mình không rồi vân vân và vân vân. Thành ra cuộc đời của họ không có sung sướng được như mọi người khác. Những người nào phải nhìn thấy được hiện tại bây giờ mình cần gì, mình làm gì và mình muốn gì, mình phải rất 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 là tự tin mà con mình phải lớn nữa mình không bị ràng buộc thì những người phụ nữ đó mới là thành công, mới là ok. Còn bạn cái gì bạn cũng sợ, bạn cũng nhát, bạn cũng này, bạn cũng kia Không có lên được Khi không có người đàn ông bạn không lên được Cho dù người đàn ông nó giỏi hay dở gì Người đàn ông đó vẫn là cánh tay đắc lực cho bạn Bây giờ si kể nè si kể để cho em nghe Nhưng mà chị nói thẳng với em Video này chị vẫn không xóa Vì bây giờ chị chia sẻ Câu chuyện cho ai chị khôn rồi Chứ chị không có ngu như ngày xưa nữa Em gọi chị bắt chị đăng một cái video có thể dài mấy tập luôn cuối cùng em bị cái tụi em bắt chị phải xóa đi em biết chị làm một video cực khổ đến như thế nào không mà chị được đồng tiền nào không không nhưng mà chị làm vì chị thích nhưng giờ khôn rồi nha kêu chị xóa chị không xóa nữa em muốn làm gì em làm đi bây giờ em có gọi em báo với youtube cũng là chuyện của em chị khe chị bạn có biết em này nói đó cho cc hai cái option một là phải xóa bỏ video này hai là phải đề lít bỏ những cái bình luận nào mà nói em chị thấy người ta có nói gì em đâu đâu có ai chửi em đâu nhưng em phải nhớ người bắc người trung người nam cái danh từ họ dùng khác nhau người nam họ nói thẳng lắm còn người bắc họ lịch sự họ dùng cái lời lẽ nó nó khác một chút người có trình độ hiểu biết họ đưa đến cho em những cái bình luận hay khác nhưng mà tại em đọc em không hiểu rồi em cho là người ta nói nặng lời em chị đọc nè chị nè có bắc có nam Ok. Gia đình chị bắt di cư năm 54. Chị ở trong cái môi trường đó từ nhỏ tới lớn cho nên cái ảnh hưởng gia đình chị vẫn còn nằm ở trong chị 100%. Nhưng chị sanh đẻ ở trong Nam, chị nói chung là Nam luôn á nhưng mà cái gốc thì mình không thể nào mình quên được. Cho nên cái cách nói chuyện của chị nó Nam. Đôi khi cũng chút xíu lai like bắt nhưng mà đối với cách cư xử của chị là người bắt cho nên chị đọc chị hiểu hết có ai nói nặng gì em đâu có ai chửi thề có ai nói cái gì đâu mà em bắt chị phải xóa hết những cái bình luận của anh ta trong khi em là người yêu cầu chị chị ơi nếu chị không có biết uh, giống như là 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 khuyên em thì chị hãy nhờ khán giả chị khuyên em vì khán giả của chị nói chuyện rất lịch sự em đã theo dõi video chị mấy năm rồi thì giờ chị thấy người ta có chửi gì em đâu mà em bắt chị phải phải như vậy bây giờ chị phải bỏ thời gian ra nè ha thay vì giờ này chị review quần áo của chị để chị bán chị bán chị kiếm tiền thì chị không làm bây giờ chị sẽ ngồi chị chia sẻ video này cho em được chắc khoảng 30 phút 50 phút gì đó để cho em hiểu khi em nhờ người ta cái gì thì bây giờ chị cũng hiểu tính em rồi nè em nhờ chị mà giờ em còn nói nặng chị như vậy thì chồng em em nghĩ sao bây giờ chị ngồi chị đọc bình luận của em nè có một cái bình luận của khán giả tên là nhung trương á cô này cũng nói rất là hay cho nên chị ghim cổ lên trên đầu luôn để cho ai vào một cái là đọc được hoặc là em vào em đọc chị thấy toàn là những bình luận người ta khuyên em quá thì gọi phone cho cổ luôn á chứ mà nhắn tin nhắn tin nhắn tới bao giờ cô em này đó cũng nói là người ta kêu là cổ là uh, bà này trời ơi cái chữ bà này có lại gì đâu chứ bây giờ em muốn người ta kêu em lại gì Chứ nói thiệt chị nè người ta cũng kêu chị là bà này con này chỉ có ai kêu chị là má là mẹ thì chị ghét đó chị sẽ kêu lại là con thôi còn cái câu bà này tôi nè tao nè mày nè có gì đâu mà em phải giận chị không hiểu luôn rồi người ta nói rằng là 20 năm trời rồi chồng em không có về được bây giờ về được để nhìn mẹ chơi với mẹ trong lúc tao chồng em thất nghiệp thì cái đó đúng chị nói thiệt chị không hiểu làm sao mà hai chục năm rồi chồng em không về chị không biết chắc có thể vì gia đình không về hay sao hay chị không hiểu được nhưng mà hai chục năm rồi không về việt nam mà giờ về có gì đâu cái đó đúng đó em mà đúng ngay lúc ông thất nghiệp ông về chị thấy có gì đâu mà sai khán giả người ta cũng nói đó em biết rằng là đối với người đàn ông đó người mẹ là quan trọng vô cùng chị nói thật với em đó với người ba thì cùng là đàn ông với đàn ông họ hiểu nhau nhưng đối với mẹ mẹ nha người ta để trong tim đó chị nói thiệt với em nhiều người họ không bộc lộ ra họ không nói ra họ không ngồi gần mẹ âu yếm mẹ mỗi người có mỗi cách khác nhau nhưng mà để trong tim họ đó ta họ họ không yêu bằng mẹ đâu chị thấy bình luận không có ai nói nặng gì em chỉ có cái là giống như chị nói đó người bắc người trung người nam thì có lời nói họ khác nhau thôi em hiểu làm sao thì chị không biết nhưng mà chị đọc nè Đâu có ai chửi bới về em đâu. Người ta chỉ thắc mắc là hai à, 20 năm rồi chồng không có về thăm mẹ, thì giờ đang thất nghiệp thì chồng về. Chị nghĩ chồng em làm nhiêu tiền thì cũng bỏ vô nhà băng cho hai vợ chồng em thôi. Trước khi ông làm gì ông hỏi ý kiến em, hoặc là bây giờ ông về Việt Nam có bốn ngàn đồng bạc em biết chuyến này chị đi chỉ có sửa sắc đẹp gì nhiều nha chị như vậy không đó chị về Việt Nam chỉ đi ăn đi chơi rồi răng không tính nè tiền làm thẩm mỹ sơ sơ không tính nè tiền đi du lịch chơi với lại tiền cho gia đình chị cũng tốn một chục ngàn á trời ơi mà chồng em đàn ông nữa hai chục năm về có bốn ngàn đồng bạc à không làm được cái gì đâu chị nói thiệt với em đời sống Việt Nam bây giờ cao lắm chứ không phải là vậy đâu ngày em đổi một trăm ra hết bay liền luôn á rồi còn biếu người này tặng người kia nữa Nên ra chị nghĩ là người ta nói đâu có gì sai em tức cái câu đó mà các bạn hay nói là em cái gì à? để em nói là gì à? À, ảo tưởng quyền lực chở câu đó chị cũng chưa từng bây giờ nói chị cũng không có, có nghe được à, em để em nói là à, các bạn nói em là cái gì à ảo tưởng quyền lực thì à, em nói là em rất là ghét cái câu đó. Ảo tưởng quyền lực là cái gì? <laughs> ảo tưởng quyền lực ha. Rồi à, cái gì à? muốn leo lên đầu chồng ngồi hay là cái gì đó thì những câu đó chị thấy bình thường, bình thường quá có lại gì đâu. Cô này chắc người nam cái cô mà nói cái câu rằng là muốn leo lên đầu chồng ngồi hả? Cô này chị nghĩ chắc người nam cho nên là những cái câu đó những cái câu bình thường lắm em, đâu có gì đâu mà em phải giận như vậy. Rồi ai cũng khuyên em là ờ, bây giờ đi năn nỉ chồng về đi, rồi thế này thế kia, chứ chị đâu thấy ai chửi tục, chửi bậy gì đâu. Chị nghĩ đó, chồng em thì làm hãng Chị không có nghe được lúc trước em nói em làm gì. Cho nên là chị cũng không có biết được là lúc trước em làm gì. Mà vợ chồng em không có tiền. Rồi bây giờ là mới mua được cái căn nhà này là nhà lớn thì em đi làm, em đi làm neo được 4 năm đúng không? Rồi chị đọc hết luôn rồi nè. Chị đọc hết bình luận luôn đó. Chị đâu thấy ai chửi gì em đâu. 43 bình luận. Chị chưa xóa cái nào hết nha. Mà chị có thấy ai chửi đâu. Người ta khuyên em không mà ai chửi gì em đâu. Rồi chị coi kỹ rồi đó, chị không xóa video này và cũng không bỏ một cái bình luận nào hết. Tại vì chị coi không thấy ai nói nặng lời, không thấy ai chửi tục, không thấy ai chửi em hết, không có. Chỉ có cái là em phải biết, người Bắc người Trung người Nam cách nói chuyện khác nhau, người học cao họ nói chuyện khác và người bình thường và những đứa nhỏ 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 nói chuyện khác nhau, em phải biết cái điều đó. Chị không thấy có một cái gì là chửi em ở đây cả. đó là chị nói cho em biết ha, nói với em để em hiểu và cho khán giả hiểu luôn. Chị chỉ xóa những bình luận nào chửi tục, chửi bậy hoặc là họ bình luận sai. thí dụ như đang chia sẻ câu chuyện của em mà tự nhiên người ta nói chị đó, ôi bà này giống như quỷ, bà này uh, chia sẻ xạo rồi bà này uh, uh, sửa cái mặt giống ma, tức là người ta bình luận sai trong cái câu chuyện thì chị mới bỏ những cái bình luận đó. Còn thấy ai cũng khuyên nhủ em hết. Nhưng mà cái cách nói chuyện của mỗi miền phải biết là mỗi miền khác nhau ha. Kể cả người Mỹ cũng vậy. Người họ phát âm cái giọng này, người phát âm cái giọng khác. Cái suy nghĩ là do ở em. Em suy nghĩ tích cực nó là tích cực, em suy nghĩ tiêu cực nó là tiêu cực. Bất kỳ ai cũng vậy khi người ta nhắn tin cho các bạn khi người ta nói với các bạn điều gì đó các bạn cứ bình tĩnh đừng có vội vàng lắng nghe và trả lời nếu các bạn không làm youtube làm youtube thì nó có nhiều góc cạnh khác nhau các bạn cứ suy nghĩ đi tích cực là tích cực ok tiêu cực là tiêu cực à để cho các bạn khỏi mệt vậy thôi à rồi xong nha không xóa bình luận nào hết Tại vì bình luận hay không à Không có chửi gì á Không xóa Video này không để đích luôn Không bỏ luôn Em có yêu cầu chị bỏ chị cũng không bỏ Giống như nãy em nói chị mà không bỏ là chị gì gì đó Em muốn làm gì em cứ làm Chị cũng khé Kênh này của chị mà bị mất chị mở kênh khác Khán giả rất là yêu quý chị Vậy thôi à Em nhờ chị mà em nói như vậy chị cũng không vui đó Chị nói thiệt đó Rồi các bạn biết không CC nói của em này một chút lúc cc đi tắm cc ra thì cc đọc được một bình luận của cổ chị ơi em xin lỗi chị chị gọi cho em chút được không em xin 10 phút nói chuyện với chị thôi cc gọi thì cổ mới nói rằng là ngày mai em sẽ dẫn mấy đứa nhỏ qua đó vì em biết ảnh đang ở đó em có nói chuyện với lại vợ chồng các anh chủ nhà rồi thì anh về Việt Nam, có những cái gì, anh đã nói hết rồi. Anh tâm sự với hai vợ chồng này, tại vì hai vợ chồng này với nhà em là thân lắm. Thì anh nói là mẹ của ảnh ba mẹ đó như là đất của ông bà để lại nhiều lắm ở dưới quê. Nhưng mà năm 2029 hoặc là 30 gì đó, thì chia lô ra là được 9 căn mà đất nó sẽ lên giá rất là nhiều vì nó gì gì đó nói chung là như vậy đó. cho nên là nhân cái cơ hội này em thất nghiệp mà nhà em á là có tiệm nhà chồng á nha nhà chồng là có tiệm tiệm ngày xưa của ông bà để lại bán cái gì cho người ta trồng về lúa phân hay gì mấy cô em này cũng nói cái gì đó cô em này cũng không rành nữa thì cô kể làm sao với si si kể lại như vậy ha. cho nên là cái nghề đó là nghề cha truyền con nối. Có nhiều người lên Sài Gòn rồi vẫn bán cái nghề đó. Chắc chị suy nghĩ chắc là về nghề nông á các bạn. Đó cho nên là chồng của em muốn về. Thứ nhất là được mẹ của mình, ba mất rồi. Mẹ của mình chia cho mình một cái căn, căn nhà. Tại vì mẹ nói, những người nào mẹ nhìn thấy mặt thì mẹ cho một căn. Tại vì bây giờ, từ bây giờ cho tới cái ngày đó, cái ngày mà người ta giải tỏa hết người ta làm như vậy thì mẹ cũng chết rồi cho nên là mẹ nhìn thấy mặt đứa nào thì mẹ sẽ cho đứa đó cái phần đất đó cho nên bây giờ chồng em sẽ quay về nữa thì bây giờ chị nghĩ sao giờ sisi hỏi lại cổ nè bây giờ em muốn chia sẻ trên mạng nữa phải không cô em ngập ngừng thì sisi mới nói á một mình chị là có một ý kiến thôi Mà chưa chắc chị đã nói đúng Còn cái này đó Khi mà chia sẻ câu chuyện của em Em được cả thế giới luôn Ai mà biết được video này Họ sẽ vào họ cho em lời khuyên Thì như vậy phải hơn chị rồi Chị có mình Trong khi nào đó chị có video mới Vừa đăng tối hôm qua tới giờ em được 43 bình luận Mà nó kéo dài một tháng nữa Thì em được biết bao nhiêu là bình luận chị hứa với em, những cái nào người ta bình luận sai mà tục tiểu mà bậy bạ chị sẽ bỏ. Còn những cái mà người ta nói đúng nói hay nhưng mà do cái phát âm, do cái vùng miền thì chị không xóa được. Chị không muốn xóa. Vì người ta có nói nặng lời gì đâu. Người ta đâu có chửi gì đâu. Thì bây giờ em muốn tiếp tục nữa đúng không? Em muốn phần 2, muốn tiếp tục hỏi quý khán thính giả là Bây giờ chồng em về phải về để giữ cái miếng đất đó khi mẹ còn sống mới có giá trị. Em muốn vậy đúng không? Em muốn như vậy thì chị làm phần hai cho em. Thì tùy em nha. Chị cho em suy nghĩ một ngày trả lời chị, muốn thì chị đăng giúp em. Thì cô em này cứ suy nghĩ một chút cái cũ nói thôi chị đăng luôn giùm em đi và cho em gửi lời xin lỗi với những ai mà giống như là em đã hiểu sai các chị góp ý mà em đọc em không suy nghĩ hết em nóng tính quá em vào đọc sơ 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 cái em cho là người ta chửi em thì cô em này lúc đó là đang nói chuyện trực tiếp với cc cô em có nói gửi lời xin lỗi những cái bình luận nào mà cô em đọc không hiểu hoặc là lướt lướt qua rồi cho là khán giả chửi thì cc nói ok biết người biết ta trăm trận trăm thắng ha nhiều khi em nóng tính quá em không đọc kỹ người ta viết mình phải đọc kỹ kỹ lắm bởi vậy chị rất sợ đọc bình luận tại vì sao đọc không hiểu câu đó là chị phải đọc hoài đọc hoài đọc hoài đọc tới khi nào chị hiểu chị mới qua câu khác còn mình đọc lướt 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 qua như vậy là mình nghĩ sai hết trơn à đó thì uh, hãy ráng đọc những bình luận và đọc thật kỹ em mới hiểu được người ta nói gì thì bây giờ của em này lại có một câu hỏi thứ hai đó các bạn là bây giờ chồng sẽ quay về lại việt nam nữa tại vì mẹ của chồng nói rằng là người nào có mặt tại việt nam thì mẹ mới tặng cho một miếng đất cho dù người đó có ở nước ngoài mà miếng đất đó khi mà nó đã giải tỏa như vậy được mặt tiền đường thì nó sẽ được rất nhiều tiền thì cô em này hỏi rằng là theo như suy nghĩ cô em này vừa muốn chồng mà vừa muốn chồng cũng có được cái miếng đất đó thì giờ các bạn nghĩ sao góp ý cho cô em này bây giờ suy nghĩ như vậy nè có đúng không nha không đúng thôi nha nó không đúng coi như suy nghĩ nói nha tại mỗi người mỗi suy nghĩ các bạn bây giờ cái việc đầu tiên em đi tới gặp chồng phải làm sao hàn gắn tình cảm của hai người lại yêu chồng đi làm cái chuyện ấy ấy đi tại vì vợ chồng nó sẽ su nói thiệt giận nhau chín xe mười vàng đi chăng nữa phải có cái chuyện ấy ấy thì tự động cái sự yêu thương nó trở lại còn cứ cầm điện thoại mà nói anh ơi em yêu anh anh về đi rồi em ơi anh yêu em em yêu anh rồi ô ô, ô này nọ không có kết quả gì đâu các bạn phải là làm cái chuyện ấy ấy thì cái tình cảm nó mới gắn bó được vì cái đó mới mang tới hạnh phúc cho cả hai được nếu không giờ gửi con hàng xóm đi giờ các cháu đang đi học đúng không nhờ người ta chăm sóc đi hai vợ chồng đi du lịch đi đi hú hí vài ngày đi chứ chồng em là không muốn bỏ em rồi đó nói thiệt á chồng em là không có ý định bỏ em đâu có thể vì con có thể vì đây là một người chồng quá tốt người ta không muốn bồ bịch lăng nhăng người ta muốn một chồng một vợ làm thử đi chị thì chị quái lắm á chị đó hả có gì nói thẳng à lời nói gió bay mà phải thực hành thí dụ chị có giận chồng chị bồ chị đi chăng nữa mà chị biết chị sai á mà chị thấy ổng mình hay là ở đâu đó chị cũng đè ổng ra chị làm đại vậy đó nói thiệt làm chồng mình mà đâu làm ai? Chỉ có chuyện đó thôi à? Mới có thể được. Còn cái giận hờn rồi ông về nhà đi rồi uh, này nọ không có kết quả đâu. Ông đi nữa là mất nữa đó. Chuyến này ông về bên đó mà ông ở lâu hơn nó lại mất chồng luôn đó chị nói thiệt. Còn nếu không, gửi con, tuần hai tuần cho người ta thách khe mấy đứa nhỏ đi học vì đây là chuyện suy mà em cần giải quyết chứ chị cũng không suối em bỏ con em nha tại vì đúng lúc các cháu đang đi học mà mình thì đang có lỗi với chồng bây giờ còn kịp đó ráng đi ngoại trừ duyên nợ hết rồi thì không nói em không muốn bỏ ông ông cũng bỏ em là duyên nợ hết duyên nợ nó còn mà nó đang rơi vào một cái vòng như vậy ráng hãy ráng giữ gìn cầu xin cho mình vượt qua những cái nó gọi là xui đó những cái nó không may như vậy nó đang tới trong cuộc đời chúng ta ai cũng có những lúc thăng trầm lắm nhưng mà bạn bình tĩnh bạn giữ cố gắng gìn giữ thì được nhưng rơi vào những cái hoàn cảnh như vậy mà họ giữ được hiếm lắm gia đình nào cũng có sóng gió nhưng chúng ta biết dằn xuống biết nhịn nhục thì quá được ráng đi chúng ta còn trẻ chúng ta còn hăng lắm còn sung lắm ok ông bỏ tôi tôi bỏ ông gì người đang chờ tôi ông thì nói tôi ra đường thiếu gì con còn đang chờ tôi câu đó, đó nằm cửa miệng của mọi người thành ra đó suy nghĩ đó làm em hỏi suy trả lời theo suy nghĩ của sisi thôi nhưng em sẽ được rất là nhiều bình luận của các chú cô anh chị em bạn nhắn cho em nữa Chứ không phải là một mình CC Biết đâu CC nói sai Nó không phù hợp với em Nhưng mà biết đâu may mắn CC nói đúng Với suy nghĩ của CC chỉ là như vậy thôi Ráng Tạo một cái hạnh phúc Trong khi cái ly nước nó tràn rồi đó Bây giờ em làm sao cho nó đừng có đổ Biết bây giờ chồng mình đang ở nhà bạn rồi đó đúng không? đi qua việc đầu tiên phải dẫn hai đứa nhỏ trước tới nói với tụi nó ở nhà nói trước với tụi nó đi tụi con nhớ ba lắm phải không bây giờ mẹ đưa tụi con tới để gặp ba thì chắc chắn chắc chắn một điều tụi nó gặp ba nó nó sẽ ôm ba nó sẽ hung ba nó và nó sẽ nói ba ơi sao ba không về những lời nói của những đứa trẻ nó sẽ nằm ở trong lòng của những người đàn ông. Có nhiều người đàn ông họ sẽ nói ra được bằng lời, có những người đàn ông họ không có nói được mà họ sẽ nuốt nước mắt vào bên trong. Chúng ta là con người mà. Ai cũng có những lúc cảm động và xúc động vô cùng. Nhưng có người họ bộc lộ ra ngoài, có người thì không. Bởi vậy mới có câu nói Nuốt nước mắt vào trong đó Thì em cứ suy nghĩ đi Mang hai đứa nhỏ tới Nói với ba nó Để cho nó tự nhiên nó nói Em chỉ cần nói với các con là Bây giờ mẹ sẽ đưa tụi con tới gặp ba Tụi con kêu ba về đi Tại sao mình có nhà nè Nhà đẹp nữa nè Mà ba không ở Ba qua bệnh ở làm chi Ba ơi tụi con nhớ ba ba về chỉ cần một câu nói như vậy thôi rồi để tụi nhỏ nó tự động nó nói vì lời nói của con nít nó hồn nhiên lắm nó vô tư lắm em đừng có dạy con em nói cái gì hết dụ ba về này nọ đâu có cần phải dụ ba nó mà dụ cái gì em hỏi chị là bây giờ mình dạy con mình cách nào để cho nó tới nó nói nó dụ ba nó cho về đâu cần phải dạy em dạy cho nó là dạy như vậy nè con con nói với ba đó ba ơi tại sao nhà đẹp ba không về con muốn ba dạy con học bây giờ con đi học có nhiều cái con đâu có hiểu gì đâu ba về dạy con chỉ nói vậy thôi chứ giờ em dạy con em gì giờ con nít mà nó muốn nói gì nó nói Hồn nhiên vô tư Chỉ có nói với nó một câu vậy thôi được rồi Chị nghĩ ông xã em chắc là Cũng tự ái Là nhà này nhà của em Mà chắc em phải như thế nào đó Mà để cho ổng mới, mới có Cái suy nghĩ buồn buồn như vậy đó Chị không biết Nhưng mà chắc em cũng phải làm sao á cái này là nghe có một chiều Nghe bên em nói không à Nhưng mà chị tin em Là vì sao? Vì em có nói xấu chồng em Còn những người khác á Mới gọi phone cho chị Hoặc là nhắn tin Là họ chửi chồng họ không ra gì Họ nói chồng họ không ra gì luôn Thành ra cái đó là chị phải cần Nghiên cứu lại và chị nghe hai bên Còn với em chị tin em Là vì em không nói xấu chồng em Cho nên chị tin em nghe kể lại là phải hai chiều các bạn mà làm sao gặp được chiều kia mà để nghe không được cho nên có nhiều câu chuyện các bạn đưa tới cho sisi sisi chịu khó ngồi lắng nghe một vài tiếng sisi không chia sẻ cho các bạn là tại vậy đó sisi đâu biết đúng hay không bạn nói sisi nghe bạn không mà tự nhiên sisi vô nói anh ta đâu được thành ra cái nào nó hợp lý sisi mới chia sẻ chỉ cần em nói xấu chồng em thôi là chị cũng đâu có chia sẻ gì đâu Nhưng mà vì em không có nói xấu chồng em Chồng em xấu hay không không biết Nhưng mà em không nói xấu chồng em Lúc em tức giận Thì đó cũng là một điều rất hay, rất tốt Vợ chồng nào mà có sóng gió Thì ý chị là vậy đó Mới nghe lời chị nghe Còn nếu không chờ Chờ khán giả cho lời bình luận Dẫn hai đứa nhỏ tới nói với ba tụi con ráng làm sao kêu ba về đi con đó nếu ông cứng đầu quá ông không về thì <laughs> không biết rồi nha nhưng mà chị nghĩ là về về đó ai cá với chị không em cá với chị không cán ly cà phê starbucks đi ha nếu ảnh về phải gieo qua cho chị 6 đồng 75 mươi sen chị uống cà phê nếu ảnh không về chị sẽ gửi trả lại em một ly cà phê Starbucks 10 đô để chị coi coi <laughs> chị là không có game bồ gì đâu nha cái này là vui vui thôi ha tại giờ tự nhiên trong đầu đang thèm cà phê đó mà giờ này đâu có ai bán đó chị nghĩ ảnh về cho mấy đứa nhỏ tới nói những lời rất yêu thương ba ơi về đi ba về đi bây giờ con đi học có nhiều cái con không có hiểu ba về ba chỉ con câu đó là ăn tiền đó nói thiệt đó rồi em cũng phải ngồi đó nữa đừng có để con ngồi với chồng như vậy rồi em ra chỗ khác em ngồi mặt mặt em nghênh 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 lên kiểu chảnh chảnh nữa cũng không có được vô với con luôn chắc chắn là vợ chồng đó sẽ cho gia đình em ở trong một cái phòng đó và người ta không làm phiền không chừng là người ta sẽ đi ra Khỏi nhà luôn nữa Để cho vợ chồng em thoải mái nữa Nếu mà làm được gì Ông ngay tại đó làm luôn một cái đi Thiệt Chỉ có cái đó thôi mới mang chồng về Vợ chồng mới hạnh phúc được Nhưng mà làm là phải làm bằng con tim Làm bằng trái tim nha Chứ không phải nằm bành ra Cho ông muốn làm gì tôi đó Một cái ông làm rồi đi về Người đàn ông Họ nhận xét những cái lúc đó hay lắm luôn đó Có nhiều người nói Nhiều người không nói Chị nè người ta tâm sự với chị hết trơn tại vì chị cởi mở lắm chị nói thiệt nha thậm chí người ta gần vợ chồng người ta làm sao đó người ta còn cho chị biết luôn đó đó là những người trong đầu họ không suy nghĩ hết trơn họ nói vậy đó còn nhiều câu chuyện lắm rảnh rảnh mới kể nha nhưng mà những câu chuyện của sisi thì nó mang cái tính chất là nhân văn tại vì toàn là những câu chuyện thật người ta bị người ta xảy ra người ta được người ta kể có nhiều khi các bạn nói cc ở à, toàn kể những chuyện à, tục tiểu không cái đó gì đâu là tục tiểu làm sao các bạn nghe đừng ta kể câu chuyện đó người ta phải như thế nào đó người ta mới kể chứ bộ đó người đàn ông khi bạn gần họ bạn thật sự hay là bạn miễn cưỡng hay là bạn giả vờ họ biết hết trơn à không qua được người đàn ông giây phút đó đâu cứ thiệt bạn phê thiệt bạn sung sướng thiệt bạn gì đó thiệt 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 á người ta cảm nhận được còn bạn miễn cưỡng người ta cảm nhận được không qua mặt người đàn ông được cái lúc đó đâu đừng tưởng mắt người ta nhắm lại ô người ta phê quá người ta không biết gì người ta cảm nhận bằng cái thằng nhỏ của người ta và bằng cái chất nhờn của các bạn thiệt luôn á xì xì rành quá <laughs> tại hồi đó trải qua trơn mà tôi cũng có chồng tôi cũng có con mà sao tôi cũng rành được sisi nói với các bạn sisi làm gì sisi nghiên cứu kỹ lắm á đôi khi còn hí hí mắt ra nhìn của ông có phê thiệt không nữa đó sisi <laughs> quái đản lắm đó các bạn đó thành ra nếu có cơ hội sisi không xui bậy nha <laughs> nếu có cơ hội thì làm nhưng mà thí dụ nè coi như cc là đạo diễn cho bạn đi ok tới bấm chuông à, phải gọi phải gọi xin phép anh chị đó trước à, anh chị ơi bữa nay em tới gặp chồng em được không nha chứ đừng tự động đi tới nhà người ta bấm chuông nha những bạn nào mà tới nhà cc mà tự động bấm chuông cho dù đó là người quen xin mở cửa đâu các bạn cc có một cái tivi lớn lắm phòng khách một cái ở trong bếp một cái phòng cc làm việc một cái luôn luôn là có cái camera đó đó trong phone cũng có mà không bao giờ nhìn trong phone đó đó tại phone lúc nào cũng làm việc nhìn lên tivi là biết ai tới rồi bạn của con cc đó tới đây nè mà con cc chưa gọi nói cho cc cc cũng không ra mở cửa đâu mình tới nhà người ta mình phải gọi trước xin phép người ta thì em tới gọi người ta nói ờ bữa nay em tới được không anh chị mà anh chị đừng cho ảnh biết hoặc là gì đó. Rồi người ta lịch sự thì người ta sẽ đi ra khỏi nhà, đi đâu chơi đó để cho vợ chồng con cái tụi em được thoải mái tự nhiên. Khi mà em cảm thấy rằng là con ôm cha rồi nói những cái lời nói như vậy thì em cũng ngồi gần, em cũng ôm ổng đi. Rồi làm bằng cảm xúc trái tim nha. Còn nếu như trái tim em không rung động Khi em ôm chồng em thì em đừng qua Đừng giả tạo Cái gì cũng vậy Sự thật Nó mới thành công Nghe lời chị Đừng để mất người chồng này Chị nói thiệt á Ổng mà đi Việt Nam một chuyến thôi mà em mà như vậy là em mất Mất chồng con năn nỉ vợ xoa chồng Và chồng về liền thiệt về yeah. chồng về được rồi thì lại càng phải âu yếm chồng hơn Si suy dặn là phải làm việc bằng trái tim nha có giận chồng gì đi chăng nữa bỏ qua hết đi rồi khi chồng em về rồi nếu có điều kiện gửi con được một tuần hai tuần Tại vì cái chỗ này theo như em nói là đã giữ con em từ hồi nhỏ mà đúng không? Những lúc vợ chồng em đi đâu đúng không? Em và chồng đi về Việt Nam luôn. Nếu được mà mấy đứa nhỏ xin nghỉ được mà học online á, mang con đi luôn. Cho nó về gặp mặt bà ngoại, bà nội chứ hả? Bà nội nó lần cuối. Tại vì con em cũng chưa bao giờ biết mặt bà nội ngoài trừ phe tham đúng không? chưa từng bao giờ gặp bà nội chưa từng bao giờ ôm bà nội biết đâu về bà nội cho hai miếng đất luôn làm sao <laughs> thiệt đó bà nội sẽ vô cùng quý những cái đứa trẻ khi chúng ta già rồi chúng ta như con nít vậy đó chúng ta quý con nít lắm đó nó mang được hai đứa đi luôn đi một tuần cũng được mà đi một tuần thì hơi uổng tiền vé máy bay <laughs> còn đi hai tuần thì cũng chơi chơi được nhiều nhiều đó nếu mà bà nội còn khỏe thì về đi lâu ngày mới về mà tổ chức gia đình đi du lịch chuyến gần gần đâu đó để mang sự yêu thương đến với nhau hãy giam vòng tay của mình ra ôm hết tất cả những người còn lại ở trong mình mình mới cảm nhận được sự yêu thương đó sự góp ý của cc chỉ có vậy thôi à chắc chắn là chồng bạn sẽ về việt nam để nhận cái miếng đất đó đưa hết cả gia đình về thì rất tốt nếu không hai vợ chồng đi về gặp mẹ chồng à chị quên nữa. chị không hỏi em là em lấy ảnh ở bên mỹ em có bao giờ gặp mẹ chồng em ngoài đời chưa chị quên chị không hỏi em câu đó hả sơ ý đó là ý kiến của chị vậy đó còn chờ ý kiến khán giả nếu em có điều kiện thì về về một lần thử đi ha rồi chị chỉ biết chia sẻ nhiêu đó thôi đó là ý kiến của chị đó còn em chờ ý kiến của khán giả OK. Rồi các tình yêu của CC, CC chia sẻ nhiêu đây thôi nha. Thì à, cô em sau mười mấy phút, CC nói cô em đã suy nghĩ lại và cô em cũng gửi lời xin lỗi. Là mới đọc lướt 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 qua thôi, thấy người ta nói như vậy ghét. À, cho nên là cô em mới yêu cầu CC xóa những bình luận đó. Nhưng mà CC đọc thấy không có gì cần phải xóa đó Toàn là bình luận hay không à Thì người Bắc, người Trung, người Nam Họ dùng những danh từ khác nhau thôi Giống như lâu lâu CC gọi bạn CC Ê mày, tao Tao nói nghe nè Mày đang làm gì vậy Bình thường mà Đâu có gì đâu Bà, tôi Vậy đó Bình thường quá có gì đâu Trừ người ta chửi bạn thôi Đâu có gì đâu Ha rồi đất ơi, cầm cây viết để vẽ mắt. Các bạn biết không, khi mà các bạn không có trang điểm gì đó mà ngồi ở trên máy như vậy nè. Dùng cái cây viết các bạn. Vẽ vào cái vành mắt của mình cho mắt mình nó rõ rõ lên một chút. Nếu mà các bạn không có vẽ đó thì mắt các bạn nhìn nó như một mí nó không có nổi. xơ một chút, đó. phải làm hai cái sống mũi một tí các bạn, để cho nó nhìn thấy cái sống mũi một chút, chứ để nó bè là nhìn tiệm rồi vậy đó, xong rồi, chưa có đánh sâu nó gì thôi à, khỏi Đã. rồi, si si chia sẻ câu chuyện tới đó đó, các chị em cho cô em này lời bình luận ha, Bây giờ si si phải ngừng để đi làm video bán hàng nhé, bye bye I love you.